Xin chào tất cả anh em. Quay lại kênh bán hàng bảy nhật của em hôm nay ha. Hôm nay thì có một số món đồ nè. Eto bấm code máy mày dao, lấy dấu hít kính, cưa vân vân. Thì hôm nay có cái gì thì em lên cái clip lên cho anh em cái đó, tại vì ngày mai là thứ bảy rồi, em không lên clip được. Ngày mai là thứ bảy em không có lên clip được ha. Thì thứ bảy em lên chủ nhật em không có đóng hàng được. Tới hôm nay thứ sáu. Hôm nay thứ sáu em lên clip để sáng mai tối nay em đóng hàng luôn, em chốt hàng hôm 10 giờ em đóng hàng rồi sáng mai em ship đi luôn ha. Đầu tiên giới thiệu trên trước từ cái hộp ha. Đầu tiên là một con Eto rất là đẹp, bán giá 1,1 triệu nha. Con này nặng 4 kg mấy, một con này hôm nay em bán rẻ không ha. Mắt in da băng nè, có mã số Aeron 375 31/2. 31/2 có nghĩa là hàm 90 cm đó nè, đây nè, không hàm chuẩn 90 cm luôn nè, đó hàm 90 nha. Thì cái con này thì nó rất là đẹp, tem bọng rồi còn luôn ha, còn giá luôn nè, còn giá bên Nhật luôn, tem bọng còn nó đóng cái giá nó lên luôn. Con này là rất là đẹp luôn, hầu như là cực kỳ đẹp luôn á, con Eto Aeron nè. Eto Aeron 31/2 375 hàm rất là đẹp ha, hàm cực kỳ đẹp luôn. Con này phải nói là đẹp luôn, nó còn tem, nó còn dán luôn cái giá nó luôn mà em chưa có vệ sinh nha. Thì hàm nó đây, anh em thấy nó quay ra quay vô vậy biết nó đẹp rồi nha. Rồi hôm nay em bán nhẹ con này vô ha, con này bán giá 1,1 triệu nha, COD cho khách đã mua nha. Còn khách chưa mua là ơn đặt cọc cái tiền phí ship cho em là 100.000 nha. Rồi mã số 3 là mã giới thiệu trước là 1,1 triệu. Kế tiếp là mã số 2 một cái máy mài dao, một cái máy liếc nè, đúng ra là nó là cái máy liếc dao. Để em lấy cục nguồn em thử, nếu mà cái máy mà nó độ 100W thì anh em xài tầm cái cục đó là vô tư rồi ha. Thử luôn đây, cái máy này bán giá 350 nha. Đây nè, nó của hãng National ha, National. Đây thông số này, đây là cái hướng dẫn gì đó, thông số nó dưới đít nè, đây nè, điện 100V 50W 60W 50Hz và 60Hz ha. Thì nghiêm điện vô, anh em muốn chạy anh em bấm vô đây nè, đó nó sẽ chạy, đừng lấy nét nè, đó nó sẽ chạy. Ví dụ một cái dao gì đi ha, anh em liếc ha, thì nó cũng rất là bén nha, thì nó cũng rất là bén đó, anh em liếc như vậy thì liếc thì nó bén rồi ha. Rồi cái mã số 2 là một cái máy liếc dao như vậy, một cái máy liếc dao em bán giá 350.000 cho mã số 2 nha, 350.000 cho mấy anh em mua về cho bà xã ở trong bếp liếc dao ha. Mã số 1 đây là mã số 1, một cái bộ ép cốt alumi,
rất là đẹp luôn, đẹp cực kỳ đẹp luôn ha. Đây nè, đó, cực kỳ đẹp luôn, của hãng Katus đầy đủ. Này là SI50E, lực ép của nó được 10 tấn, cái khẩu ép của nó là từ 14 tới 150, là cáp 150. Cái bộ này nó là cực kỳ đẹp luôn á. Đây, hộp rất là đẹp luôn ha. Nè, Y500E nè ha, Y150E, mã số trùng với trong hộp luôn, hộp cực kỳ đẹp luôn. Đó, máy cũng đẹp, máy rất là đẹp luôn. Anh em nào hôm nay không mua thì tiếc. Máy này chuẩn để anh em siêu tầm luôn ha, Katus. Tất cả các đầu Katus zin nha, zin của Katus nha. Đây, bộ đầu Katus, Katus ha. Đầu zin đó, ba đầu zin, bộ hàm zin 5 hàm, gồm 5 hàm, 1, 2, 3, 4, tất cả đều của hãng Katus hết, zin hết, không lai ha, không có lai, không lai miếng nào. Thì ở trên đây nó có số, cáp này cáp 60 nè, cáp này cáp lớn nhất 150 nè, cáp này cáp 14 nè, cáp này 22-23 nè, 22-38 nè. Đó, để xếp cái này. Đấy, cái đầu cáp này là đầu cáp 70%. Bộ này rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, anh em có thể mở. Đây này, anh em kéo hai cái này ra để anh em thay hàm. Thì anh em cần bất kỳ một cái hàm nào nó đều có ghi số trên lưng hết nha. Trên lưng nên anh em lấy ra rất là tiện. Em lấy cái này, em đúc đầu ép vô. Rồi. Rồi ha. Đúc đầu ép thôi. Con này thì mới. Khóa lại. Đi rất là lẹ. Rồi xả. Đó. Rồi. Bộ này mã số 1, bán giá 2.200.000 nha, 2.200.000 không bao ship. Đấy, bán giá này là rẻ rồi, không COD cho khách lại nha. Rồi, đó là mã số 1. Rồi, số 2, số 3 rồi. Bây giờ tới phiên mã số 4. Em thông cảm, em lấy. Ở số 4 em bán giá 500.000 cho một cái cục đe mini rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Thì cái kích thước nó đây, tổng chiều dài của nó là 13 cm, cái mặt đe của nó là 9, ngang là 45, ngang là 45, dài là 9, tổng chiều dài nó là 14, chiều cao 6.5, rất là đẹp luôn, một cái cục đe siêu tầm. Đó, đe siêu tầm đẹp ha. Rồi, 500.000 cho cái cục số 4. Số 5, một cái cây lấy dấu size đại, mũi hợp kim, cái này bán giá 450. Đây, tổng chiều dài của cái cây này là 16 cm. Đây, lấy dấu sai đại nha, da băng nè. Đó, da băng đàng hoàng, tăng chỉnh lực ở đây, tăng chỉnh lực ở dưới đít ha. Đây, da băng, mũi hợp kim. Để em quay xuống cái đít con này, em lấy với một dấu cho anh em xem. Đây nha. Đây nha, không dấu nè.
cái này cái size đại này ha, size đại luôn, size to, xài rất là sướng. Bản giá 450, 450.000. Mã số 5, mã số 6, mã số 6 giá 650, một cái cục đeo bằng đồng. Đồ này đồ rồi mình chơi rồi mình không có đồ ra mình lấy mình bán, một cái cục đeo bằng thau 650. Tổng chiều dài 13, ngang gần 5, cao 6, mặt ne 8. Cục này nặng 1 kg, đeo thau. Mã số 6, mã số 7, cục 2 kg, da băng ha, 2 kg, tổng chiều dài. Đấy, đồ sưu tầm anh em, cục này 2 kg mấy luôn á, giống mày 2 kg 15, nặng quá, ngang gần 5, cao gần 7, nặng 2 kg, 2 kg 2, 2 kg 3 gì đó ha. Rồi mã số 7, bán giá 1 triệu, bán giá 1 triệu, 1 triệu nha. Một triệu anh em cho một cặp, lấy cái mã số 6 và mã số 7 để sưu tầm như thế này đó, lấy mã số 6 và mã số 7 để sưu tầm. Rồi giá 1,5 triệu, 1,5 triệu 2 cục nha, số 6 và số 7 đó. Đó là bán hữu nghị để cho anh em sưu tầm. Rồi mã số 8, 2 cái keo góc, cặp keo góc đây anh em, đóng khung, đóng cái khung gì phải không anh em, đưa cái cứng này ra kẹp lại, lấy cái cưa chỗ đó ăn đường, cưa chỗ đó ăn đường để cho nó thẳng, để bắt đầu keo góc lại, bắn góc là gì đó. Thì một cặp góc A và góc B ha, khỏi cần phải dùng cái ke, anh em đưa cái này vô anh em ke lại rồi xong. Đây là một cặp, cái này hình như nó ke được cái khung ảnh á, nó ke được hình như lên đến 10 cm luôn á. Đây em mở ra, em đang tháo đo thì đây 7 cm, 7 cm rưỡi, là gỗ 75. Rồi một cặp 350, mã số 8, 350.000 cho 2 cái keo góc nha, 2 cái keo góc. Mã số 9, một cái cưa chưa vệ sinh Tashima, một cặp, bấm nó xuống nha, bấm xuống. Rồi bấm nó xuống cho vô khớp nha. Rồi cưa. Đây. Cái cưa Tashima chưa có vệ sinh nha, hàng chưa vệ sinh. Đây Tashima, Injaban, Tashima là Injaban nha. Đây anh em đưa nó vô khớp thì nó rất là cứng ha, cưa ha. Đó rồi 250 cho cái cưa này. Kích thước của cái cưa này là nhiêu ra? Kích thước của cây cưa này là 250. 250 cái cưa này thì nó, nếu mà nó giãn ra, nó tính
Em sợ quá. Cái lưỡi của nó là lưỡi 200, 210. Lưỡi 21 kéo ra là 400, 450, 45 cm. Răng nó rất là đẹp nha. Để em cưa thử miếng gỗ cho anh em xem ha. Gỗ đâu? Đây. Gỗ luôn. Chưa vô khớp anh em. Đây. Rồi. 250 cho mã số 9 nha. 250.000. Mã số 10. Một cái căn siêu tầm căn câu cá. Này, để câu cá này ha. Fisherman. Fisherman. Đây, người câu cá. Cái cân này nó chịu đến 12 kg. Một bên cân bằng lực bao, một bên là kg. Rồi có cái thước luôn để đo chiều dài kích thước của một con cá, tính bằng feet. Như cái thước này nó được 1 mét hay sao đó. Đó, siêu tầm, anh em đi câu cá gì đó. Mã số 10, 150.000 nha. Mã số 11, 150.000. Cái này của KTC là cái gì anh em sẽ biết. Đây, KTC, cái kẹp lưỡi cưa. Tiếc quá em hết lưỡi rồi, em hết lưỡi cưa rồi, em còn thì em review cho mấy anh em, mà em hết lưỡi mất. Em còn một cái lưỡi này nó tương tự ha. Thì anh em nếu mình có cái cưa, cái lưỡi cưa sắt, cái lưỡi này nó dày quá, trong cái lưỡi này, cái lưỡi này nó dày quá, dày quá. Đó. Thì anh em đưa cái lưỡi nó vô vậy nè, tương tự vậy đi. Anh em đưa một cái lưỡi cưa vô. Thì cái lưỡi đó nó đây. Thấy không? Đưa cái lưỡi vô, anh em siết lại cầm cưa. Ở sau nó có bệ đỡ. Nhưng tại cái lưỡi này nó dày quá. Nó dày quá nó. Nó vô không nổi. Chứ cái lưỡi cưa sắt thì nó vô, vô vô tư. Cái lưỡi này nó quá dày luôn. Cái lưỡi này nó dày quá. Đó. Để đỡ đây ha, mình siết lại, rồi siết lại là nó cứng ngắc à. Mình cầm cưa. Đó, cầm cưa nó gãy, lưỡi gãy vẫn xài được nha. Rồi mở ra nè. Cái lưỡi này quá dày luôn. Rồi cái cán này, cán cưa mã số 11 bán giá 150.000 nha. Mã số 12, một cặp hết kính. Đây, kính nó rất này, hít rất là mạnh ha. Một cây, hai cây. Đó, để anh em hít cái này lên kiến nè. Anh em hít nè, anh em cài cái này. Cài cái này.
Đó, là nó hít kiến, nó hít rất là chặt nha. Khi mà nó hít trên kiến á, em thử rồi, em hít cái này lên cái kiến cường lực 12 ly á, hai cái em hít rồi em đu được không rớt ha. Rất là mạnh. Hai cái luôn. Nè. Hai cái này còn rất là mới luôn ha. Nghe tiếng hơi luôn nè. Rồi, hai cái này mã số 12 bán giá 450.000 cho cái cặp mã số 12 nha. Mã số cuối cùng. Cái này là cái đỉnh song trầm bằng đồng. Em đang xài thì em bán luôn. Kích thước nó là 8. Cao 6. Ở dưới là 9, cái bụng là 9, ba chân bằng đồng, đồng của Nhật. Cái này đồng của Nhật nha, chứ không phải là đồ Việt Nam. Rất là đẹp. Đúc. Cái này là cái đồ em hay đốt á. Hay đốt trầm á. Này em hay đốt trầm á, rất là thơm. Rất là thơm. Trầm, rất là thơm, trầm hương. Này em chẻ trầm miếng ra em xong thì anh em nào thích thì em bán 250. Mã số cuối cùng. Mã số 14. 250.000. Bán luôn. Đây. Mã số 14 250.000 cho một cái đỉnh song trầm. À, clip hôm nay nói chung chỉ có nhiêu độ thôi. Thì cuối tuần chúc các anh em một tuần mới thật là tràn đầy năng lượng. Cuối cùng em xin chào tạm biệt các anh em và hình thức mua hàng cũng như cũ nha. Anh em mà lần đầu tiên mua hàng thì nhớ khi chốt thì có cái tên clip ha. Rồi tên clip hôm nay là 103. Anh em clip 103 mã số 4, rồi xong kèm địa chỉ, thông tin người nhận hàng, số điện thoại. Còn khách mà đã mua hàng rồi thì cái không cần. Chỉ là ok mã số 14 clip 103. Không, mã số 12, mã số 6, mã số 7 là em nhắm cho đó là em chốt hàng cho anh em ha. Rồi, cuối cùng xin chào tạm biệt tất cả các anh em.